ao tù, nhà nhà bỏ hoang anh ạ. Thì chào anh em nhé, đầu tiên mình giới thiệu một chút anh em, hôm nay mình đang đi câu cá lóc anh em ạ. Đang đi câu cá lóc thì mình mới đầu tư quả quả cần này thì mình mua cái được tuần rồi, nhưng hôm nay cuối tuần mới có thời gian đi câu. Cần đây anh em ơi. Thì hôm nay đầu tư quả nhái hơi. Đấy, hôm qua đi bắt nhái nhưng không được nhái anh em ạ, không được nhái thật. Nên phải chơi nhái hơi thôi. Đây. Hàng này thì câu nó tiện. Đấy, thấy chủ bán đồ câu cá nó giới thiệu này nhái thì câu hiệu quả lắm. À, hôm nay mang đi test thử, test thì luôn cần mới nhá. Cần mới thì chưa đi lu cá lóc được hôm nào. Hôm nay cuối tuần có thời gian thì đi làm vài phát. Rồi, anh em ơi, để ý trong đây có cái nhà hoang này, khả năng là êm ấy. Giờ mình sẽ trèo vào đây nhá, có cái ao tù trong kia, trèo đây thử test xem có được chiến lợi phẩm gì không nhá. Anh em mình theo dõi nhá. Ôi sảnh rồi anh em ơi. Trời ơi. Thế kiểu gì nhỉ? Ôi. To thế mà sảnh. Ôi kiểu gì luôn anh em ạ. Ui rồi, quả lưỡi này cũng đéo hiệu quả mấy. Ui ôi to thế. Mẹ ơi tưởng ăn chắc rồi. Ui ôi. Cày thật đấy anh em ạ. Sảnh rồi anh em nhá. Ui con hàng to thế mà sảnh mất. Có gì luôn, sao sảnh được vào đấy nhỉ? Rồi, to thế mà sảnh. Ôi giời. Quả lưỡi này cũng không hiệu quả lắm. Sợ đến già rồi anh em ạ. Cày thật ý, ui to thế, mà sợ thế. Giật sảnh như bây giờ nó sợ, nó không dám cắn rồi. Đèn thế, còn đi to dã man luôn. Cái ao tù lâu lắm. Đi ra ao khác nhanh em nhá. Ôi, có con đuổi, có con đuổi, có con đuổi. Ui, con chữ, ui, con nóc, con nóc. Ui, trời ơi, sảnh. Mẹ nè.
cày thế, cá sộp chưa. Ui giời ơi, kinh nó đuổi theo thế mà không giật được. Giời ơi, nó đuổi con nhái. Ui, nhìn rõ cái mồm luôn mà không được. Trời ơi, sao cái lưỡi này kém thế nhỉ. Hỏng anh em ạ, lưỡi này không ăn thua rồi, lưỡi này vất vất rồi. Lưỡi này vất đi rồi. Anh em ạ, khẳng định là con nhái hơi này vất đi rồi. Ấy, ui em nhìn chưa. Nhà nó cắn thế mà không lên được. Còn con nhái hơi nó vất đi rồi. Ui nó đuổi con. Đuổi con nhái thế mà không được. Ui kinh thật đấy. Kinh nó xé sóng nó đuổi. Xé sóng nó đuổi mà không được. Đớp như thế mà giật không lên. Nhìn rõ cái mồm của nó để nó đớp con nhai. Thế mà cuối cùng xịt anh em ạ, cay không chịu nổi luôn. Nhưng mà tôi bảo cái nhái hơi này không ăn thua anh em ạ. Mua quả nhái này là toi rồi. Nó sợ nó không dám cắn đâu. Thôi đi ra ao khác. Cày lắm. Ấy, là mày hơi ngược nắng tí. Này ngược nắng quá. Câu ở đây cho đỡ ngược nắng. Sảnh hai con to à. Chán này nhá. Toàn con to à sảnh. Ý, mày, ui, lại sảnh tiếp. Ngày hôm nay, hôm nay phải nói là ui dồi ôi, anh em này, ui dồi ôi, những con cá như này mà để sảnh này. Con gì để mà nói luôn. Chán lắm anh em ạ. Yêu ơi. Không hiểu kiểu gì luôn anh em ạ. Mồi mọi kiểu gì anh em tư vấn cho mình phát nào. Con nhái 40 này câu không được rồi. Anh em thấy cá ở chỗ mình nó khiếp không? Đớp như thế còn thế nào nữa đúng không anh em? Nó táp những cái quả như thế còn thế nào nữa. À rồi. Sảnh phát là sợ vô rồi. Nghĩ mà nó cày lắm anh em ạ. Sảnh đầu giờ sáng sảnh 3 con chán chẳng muốn câu. Đang về phải nghiên cứu quả mồi khác thôi. Ngóm rồi. Chán lắm. Nắng quá mọi người ạ. Giờ loãng hơn 9 giờ rồi, bắt đầu nắng lên rồi. Hôm nay nói chung là tầm này đi câu bắt đầu thấy chán rồi. Bởi vì sao? Bởi vì giật con nào sảnh con đấy thì chán rồi. Sẽ chỉ 3 con to này anh em ạ, toàn to, toàn cá to rồi. Nó táp những quả mà chắc ăn như thế mà giật không lên thì chắc chắn là có vấn đề. Thứ nhất là khả năng do mình, cái kinh nghiệm câu của mình nó gọi là chưa có nhiều kinh nghiệm. Cái thứ hai là phần lớn hôm nay mình nghĩ là do cái con nhái này hôm nay là không ok rồi. Con nhái hơi này. Giật sảnh như thế chắc chắn là phần lớn là do con nhái hơi này rồi. Hàng rẻ tiền nên là không ăn thua rồi. Khả năng là mình về mình sẽ phải đầu tư lưỡi khác anh em ạ. Khả năng mình sẽ phải chơi lưỡi câu nhái thật đi. Chứ câu nhái hơi này nó chỉ tiện thôi, chứ giật mình giật sảnh như thế là mình chán. Giật con nào sảnh con đấy là mình không muốn câu nữa. Nhưng hôm nay khả năng là móm anh em nhá. Tầm này lắng nó lên rồi thì đi câu nó, cá nó ít đi ăn anh em ạ. Tầm lắng này nó rúc vào mấy cái chỗ bóng râm rồi. Thôi khả năng mình sẽ kết thúc video của mình tại đây anh em nhá. Hôm sau đầu tư quả lưỡi mới thì sẽ đi câu test lại cho anh em xem. Hôm nay tổng kết là móm. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhá. Xin chào.